Mẹ, ngày mai anh Quân anh sẽ xuống lấy hàng. Chắc là anh sẽ đặt tiếp hàng đó. Hay là mình xây thêm lò đi mẹ. Chứ nếu không á, mình không có đủ hàng. Anh đi đặt lò khác là tiếc lắm đó. Ừ, để xong vài đợt đi rồi mẹ cho xây. Hệ thống lò cũ á mẹ, vừa hao trấu nè, vừa nung lâu nữa. Mẹ ơi, nếu như mình có xây á, thì mình xây luôn lò nung liên hoàn đi mẹ. Lò nung liên hoàn? Dạ. Cái lò đó năng suất cao gấp 10 lần so với cái lò của mình đang làm đó. Với lại nó không có gây ô nhiễm môi trường. Cũng được đó con. Mà nhiêu tiền vậy con? Dạ không có bao nhiêu hết mẹ. Có 2 tỷ thôi à. Trời ơi, 2 tỷ hả? Dạ. Nghĩ sao mà kêu mẹ đầu tư 2 tỷ vô cái lò nung đó. Mẹ bình tĩnh nghe con nói nè. Bây giờ mình đầu tư 2 tỷ thì mình sẽ lấy được 20 tỷ, 200 tỷ. Mình làm ăn lâu dài mà mẹ. Ban đầu á mẹ thấy nó nhiều vậy đó. Nhưng mà tính ra thời gian nung á, rồi nguyên liệu nữa cũng vô đó hết trơn à. Năng suất gấp 10 lần cho nên giá phải cao thôi. Dẹp. Xây như mấy cái lò cũ đi. Chừng nào con kinh doanh lời được 2 tỷ rồi lấy cái tiền đó xây lò nung liên hoàn. Trời ơi mẹ ơi. Tiền của tôi có quyền quyết định. Tôi đi ngủ. Mẹ suy nghĩ lại đi mẹ. Mẹ đã quyết định rồi, không có gì lung lay mẹ hết á. Ủa, rồi nhỏ kia đâu rồi mẹ? Đang lát ngoài kìa. Ngủ nha. Mẹ suy nghĩ lại đi mẹ. Nhỏ kia. Hả? Đang hả? Anh kiếm tôi có chuyện gì hả? Điện thoại nè. Gì vậy? Tôi mới mua cho cô đó. Giống y chang cái của cô đó. Cầm đi. Tự nhiên cái mua điện thoại đưa cho tôi à. Thôi đi, tôi không lấy đâu. Mua cho cô hồi nào? Cái này á là tôi mua, tôi đưa cho cô. Để cô cầm, để tôi có cái phương tiện tôi gọi điện thoại cho cô. Cô Ly. Nè. Cầm đi. Tôi không Ly lấy quá. Cầm. Làm gì mà nhận hàng quá trời vậy? Rồi biết tới khi nào mới đi ăn xong? Sao bữa nay anh rảnh quá vậy? Tối lo vô ngủ đi. Tự nhiên cái ra đây gây sự với người ta. Tôi phải đang thêm như vậy mới có tiền chứ. Mà tôi làm xong việc nhà tôi mới đang chứ bộ. Nhìn cái mặt là biết cô mê tiền rồi. Tôi mê tiền kệ tôi. Tôi đâu có mê tiền của anh đâu mà anh cứ nói tôi hoài vậy. Nè, đi vô trong ngủ giùm tôi cái đi cho tôi làm việc được không vậy? Ở đó mà không mê tiền của tôi. Vậy thì hồi đó ai lấy 2 triệu của tôi hả? Gì? Bị đặt làm màu làm mè. Nè, ai mà lấy tiền của anh mà anh nói vậy? Cô còn lớn giọng với tôi nữa hả? Mới đây mà sao mau quên quá vậy? Cô còn trẻ mà sao trí nhớ của cô mau quên quá vậy? Hả? Ai đòi lấy 2 triệu của tôi mà chịu nói chuyện với Nhi? Cái vụ mà tôi qua đòi tiền nhà cô đó, tự nhiên không kế mẹ cô xử cái đùng. Cái Nhi đâu chạy tới xong cái chửi tôi xối xả cho mặt đó nhớ không? Nè, cái chuyện đó là con Nguyễn đã nói tôi là anh nhờ tôi mà. Lúc đó tôi mới chạy qua giải thích với Nhi. Chứ tôi lấy tiền của anh hồi nào mà anh nói vậy hả? Trời đất ơi, rõ ràng là tôi đưa con Nguyên 2 triệu. Rồi con Nguyên nó mới đưa cho cô 2 triệu. Cô mới qua trả tiền lời cho mẹ tôi đó. Anh điên hả? Anh có biết là tiền lời tôi trả cho mẹ anh là tôi phải đi mượn của dì Năm Thoa không vậy? Như kia vậy? Bây giờ anh không tin chứ gì? Thôi được rồi, ngày mai đi, tôi với anh qua gặp con Nguyên, ba mặt một lời cho anh tin nha. Thôi đi, chuyện cũng qua rồi, mất công phiền phức lắm. Với lại tôi không có thời gian đâu mà đi gặp con Nguyên đôi chối ba mặt một lời lắm. Lòi gốn còn cả tỷ công việc kia kìa. Nhưng mà Thôi đi ngủ. Dù sao cũng quên chuyện này đi nha. Nhưng tôi đã nói với anh là tôi không có lấy hả nha. Tôi không có lấy đó. Con nhỏ Nguyên này. Mời anh. Cảm ơn anh. Đợt hàng này anh thông cảm. Bên kia chuyển tiền chậm quá, cho nên tôi chỉ chuyển cho anh 30%, cộng với 20% tiền cọc nữa là 50. Còn một nửa còn lại cuối tháng tôi sẽ chuyển đủ cho anh nha. Anh uống nước đi. Yên tâm, anh em mình hợp tác lâu dài với nhau mà. Lần này anh muốn đặt số lượng thêm bao nhiêu nữa? Cũng y như vậy. Tháng sau tôi sẽ xuống lấy hàng. Rồi, bây giờ em làm hợp đồng mới với anh nha. Ok. Đẹp chút nha. Nóng quá à. Chào hai người nha. Chuyển hàng lên thành phố hả? Vô cái lò mới chút xíu thôi mà nóng đổ mồ hôi luôn á. Bụi quá trời bụi. Công nhận hai người chịu đựng hay thiệt á. Chứ tôi á là bỏ lò chạy lấy người liền. Nè,
Bà, nghĩ là mình tới đây làm gì vậy? Con Ngân nó gọi điện kêu tôi qua lấy tiền mấy ngày công hôm trước. Ờ, đúng rồi. Bữa nay trong xưởng mọi người được lãnh lương, cho nên tao kêu mày lên để nhận luôn mấy ngày công bữa trước luôn. Sẵn tao có chuyện này muốn hỏi mày nè. Chuyện gì? Hồi trước á, mày lấy cung long 2 triệu, mày nói là tao lấy để mà đi giải thích với con Nhi. Nghi ngờ cái chuyện mà ông Long làm cho mẹ tao xỉu, phải như vậy không giờ? Thì sao? Mày làm cái gì mà kỳ cục vậy? Mày làm ơn mày trả lại 2 triệu cho ông Long giùm tao được không? Ủa, vụ gì? Cái bà ham tiền mê trai này, bà lừa tiền của thằng Long hả? Liên quan gì tới ông? Cái đó là ông Long tự nhiên đòi đưa cho tôi, chứ tôi đâu có ép ổng đâu. Tại vì là ổng ngu chứ bộ. Ê, sao tự nhiên nói tôi ngu là làm sao? Hả? Nè, cái vụ 2 triệu á là con Nguyên nhận nó lấy của anh, chứ không có liên quan gì tới tôi đâu rồi nha. Sao? Nguyên, mày trả lại cho anh Long 2 triệu đi. Có 2 triệu à, mà làm gì dữ vậy? Anh coi đó, hồi đó ông Long ông nhờ trả em cho đã, bây giờ đòi em trả tiền lại kìa. Anh có 2 triệu không? Anh trả giùm em đi. Được rồi, để anh lo cho. Úi, cái gì mà tự nhiên ba say quên Quân vậy? Quên, chưa thông báo với mọi người. Bây giờ thì anh Quân á chính là bạn trai của tôi. Hả? Tôi với Quyên đang quen nhau. À, Long à, cho tôi gửi 2 triệu tiền của Quyên mượn nè. Cái tiền này nhiều chuyện hiểu lầm lắm. Không giống như những gì mà cô Quyên nói đâu nha. Anh đừng hiểu lầm tôi nha. Hả? Không có sao đâu mà, anh Long cứ yên tâm. Thôi bây giờ mình về nha. Dạ. Mà khoan, em còn phải đợi lấy tiền công mấy ngày hôm bữa nữa. Vậy hả? Dạ. Vậy thì anh đi tham quan một chút. Em dạ. Nhanh nha. Dạ, vậy anh đi vòng vòng tham quan đợi em nha. Chờ chút xíu thôi à. Tôi đi nha. Dạ. Quyên vô văn phòng đi, tôi tính lương cho Quyên nha. Dạ. Bye bye. Nóng quá à. Sao lò gạch không gắn với điều hòa vậy ta? Sao tự nhiên cái bà đó bà cua được ông Quân hay dữ gì ta? Em coi bà chấm câu của em nè, coi có đúng không? Ê Quyên, mày quen Quân hồi nào vậy? Cái gì đây? Thấy tôi có bạn trai giàu có rồi ganh tị hả? Ai mà ganh tị, tao lo cho mày kìa. Mày tìm hiểu người ta kỹ chưa mà mày quen với ổng vậy? Tao thấy hai người đâu có gặp nhau gì đâu mà tự nhiên quen. Thì mấy bữa hai người nằm bệnh viện ở nhà dưỡng thương đó, anh Quân xuống ký hợp đồng với mấy lò gốm xung quanh nè. Rồi anh hẹn tao. Tụi tao hôm nay cũng có trao đổi nhắn tin qua điện thoại chứ bộ. Anh Quân tài giỏi ga lăng nữa, chính là người chồng lý tưởng mà tao đang tìm kiếm á. Chứ ai như... Như cái gì? Trời đất ơi, anh cũng đâu có thua gì ông Quân đâu. Nhưng mà lò gốm của anh cần phải nhờ vào anh Quân mới xuất khẩu được. Tính ra anh cỡ này á, anh Quân cỡ này luôn á. Nhưng mà quan trọng là anh Quân thích em, chứ không có vô tâm giống như anh. Xong chưa? Được rồi đó, đưa tiền cho em. Đây nè, tiền công của em đó, kiểm tra lại đi. Cảm ơn. Bye bye hai người nha. Ê nè. Mình đi thôi. Mình đi đi anh. Nè, anh Long, anh Long. Anh có biết anh Quân đó là người sao không vậy? Sao tự nhiên hỏi tôi? Tôi lo cho Nguyên quá à. Nó mới quen không được bao lâu, tôi sợ nó bị người ta dụ quá. Trời đất ơi, cô rảnh quá hả? Nhỏ Nguyên lớn rồi, nó phải còn nhỏ đâu mà cô đợi cô lo. Với lại chuyện tình cảm của người ta, cô xem như làm gì? Nè, cái chỗ mà mình mua đất sét với trấu á, người ta có chịu cho mình trả phần nửa tiền không? Hả? Ủa tại sao mình phải nợ người ta vậy? Bên công ty anh Quân á, đợt này chưa có lấy tiền kịp ở bên nước ngoài. Anh đã cuối tháng rồi thanh toán, bây giờ đặt kim hàng mới, cho nên mình đâu có đủ tiền trả đất sét với trấu đâu. Sao kỳ cục vậy? Tôi thấy anh coi lại coi sao nha. Chứ mà anh đã lấy hết hàng của mình rồi, anh phải trả hết tiền cho mình chứ, làm sao mà nợ mình được. Trời ơi là trời, làm ăn mà đôi khi có cái này rồi cái kia trục trặc rồi sao. Hợp đồng ký đàng hoàng rồi, có gì đâu mà lo. Thôi lo làm việc đi, chuyện đó tôi lo. Nhìn cái gì mà nhìn, đi làm việc đi, đủ việc bây giờ. Con nhỏ này chuyện cần lo không lo, tối ngày nói chuyện tào lao.
Nè, để lên xe. Thôi đi, anh đi về trước đi. Tôi đi bộ về được rồi. Dở chứ gì nữa đây? Tôi có công chuyện. Nè, anh về anh nhắn lại với dì Tư á là tôi bận, tôi về trễ chút xíu nha. Công chuyện gì? Chuyện riêng của tôi mắc mới gì tới anh chứ? Cô làm như tôi thèm biết chuyện riêng của cô lắm vậy đó. Vậy anh hỏi làm gì? Hỏi để biết chứ chị. Nhiều chuyện. Kệ tía tôi. Cô làm gì làm đi. Chị Phương. Ủa Ngân. Dạ. Chị làm bên lò chứ hai đổ không vậy? Ừ, cũng được lắm em. Mà cái công ty xuất khẩu trên thành phố á, mới vừa lấy hàng rồi đặt thêm một lô hàng nữa đó. Ủa vậy hả chị? Họ cũng mới lấy hàng bên lò của em nè, đặt thêm cả mớ luôn á. Nhưng mà không biết sao họ nói là kẹt tiền bên nước ngoài gì đó. Họ nợ lò của em một nửa lần á. Ủa vậy hả? Bên chú hai chị cũng vậy đó. Ủa, nên chú mới thiếu tiền công của chị đó. Trời ơi, vậy họ cũng thiếu bên lò của chú hai luôn hả chị? Ờ đúng rồi, nợ của đợt hàng đầu còn chưa có trả kịp. Chú hai thấy người ta làm ăn lớn quá, cho nên đi mua nhiều hàng lắm. Bên lò có em nè với mấy lò khác nữa, nên vậy chú hai mới yên tâm. À mà chị nghe đâu cũng thiếu nợ bên lò bà Chính đó. Trời đất, lò bà Chính luôn hả? Ừ, chắc có lẽ mua nhiều quá nên không có gom tiền trả kịp đó mà. Dạ rồi, em cảm ơn chị nha. Ờ, chị đi nha. Dạ. Cái con này đi đâu giờ này không chịu về lo cơm nước. Chắc có chuyện quan trọng, giờ mẹ rảnh mẹ nấu giùm nó đi. Làm gì bữa nay tốt dữ vậy? Tưởng đâu kêu mẹ đuổi việc nó nữa chứ. Con biết mẹ binh nó mà, cho nên con đâu thèm nói làm chi. Dạ thưa dì Tư, con mới về. Ờ Đức ơi, linh quá ha, mới vừa nhắc về liền. Ờ Đức ơi, đợi chủ nấu cơm xong mới chịu về hả? Sung sướng quá ha, đủ việc bây giờ. Ủa, nãy thấy binh lắm mà. Ai binh nó chi mẹ. Mẹ ăn dưa hấu nè. Nè, đi đâu giờ này mới về vậy? Dạ gì, hồi nãy giờ á, con đi thăm dò mấy lò gốm xung quanh nhà mình nè. Gì vậy? Mà có vụ gì hả? Có chuyện rồi đó, tôi dò hỏi mấy công nhân xung quanh đây rồi. Công ty ông Quân á, mua thiếu vòng vòng giống như mua thiếu lò mình vậy. Có lò mua thiếu tới hai đợt luôn á. Mà đa phần á, người ta thấy mình làm ăn với bên ông Quân được quá, nên người ta mới tin tưởng. Người ta sợ mất mối nên mới cho ông Quân thiếu đó. Trời ơi, cái gì mà thiếu tùm lum vậy? Long, coi bộ không ổn hả con? Mẹ yên tâm đi, lò mình có ký hợp đồng hẳn hoi mà mẹ, không sao đâu. Tự nhiên đi thiếu tùm lum như vậy, anh không thấy lạ hả? Phải không gì? Theo tôi thấy nha, nếu mà người ta làm ăn đàng hoàng á, thì người ta mua thiếu một chỗ thôi, chứ không có đi thiếu nợ vòng vòng như vậy đâu. Long ơi, con có nhà không vậy? Long? Dạ hình như dì Năm. Ừ, kêu bà vô dạ, đi. Dạ để con ra coi. Ừ. Ê, Long, con điện cho thằng Quân thăm dò thử đi con. Mẹ lo quá à. Không sao đâu, ăn dưa hấu đi, bình tĩnh đi. Để con gọi cho ông Quân liền giờ. Dạ con mời dì Năm. Ờ, có gì không chị Năm? Chị Tư. Ủa dì Năm mới qua hả? Long. Dạ. Con Quyên nó lén gì đi với thằng Quân lên Sài Gòn chơi rồi. Trời, lên Sài Gòn rồi hả? Ừ. Nó đi thì liên quan gì tới con tôi mà chị Kiếm? Tôi kiếm thằng Long á để xin số của thằng Quân. Chứ tôi điện cho con Quyên hoài nó không bắt máy. Con Quyên nó mới quen với thằng Quân à, biết nó ra làm sao. Bây giờ con cho dì số điện thoại của thằng Quân coi, để dì điện nói chuyện với nó, kêu nó đem con Quyên về để cho dì liền. Thôi được rồi, dì bình tĩnh đi, để con gọi điện thoại cho ông Quân liền. À, con gọi đi con. Thôi uống miếng nước đi. Cảm ơn chị. Alo, tôi nghe anh Long, có chuyện gì vậy? Anh Quân hả? Có phải Quyên đi chung với anh lên Sài Gòn không? Mẹ của Quyên mới qua nhà tôi nè. Tôi nói chuyện với Quyên đó. À, Quyên theo tôi lên Sài Gòn chơi vài ngày thôi. Anh nhắn lại nói với mẹ Quyên đừng có lo. Dạ. Vậy đi nha, cảm ơn anh. Long, đưa dì nói chuyện coi. Long, đưa dì. Dạ. Nè. Alo. Dạ, cúp máy rồi. Vậy mày đưa tao làm chi? Dạ, tại vì kêu đưa. Dì yên tâm đi. Anh Quân anh nói là dẫn Quyên lên Sài Gòn đi tham quan vài hôm, rồi sẽ đưa Quyên về à, không sao đâu. Ây da, coi chừng nha, đợt này đi một về hai đó. Hổng chừng nó khuyến mãi cho bà thêm đứa cháu ngoại nữa đó. Còn thương tôi nữa. Long, con điện lại lần nữa giùm dì coi. Dạ. Thôi yên tâm đi, không có sao đâu, uống nước đi. Sao rồi con? Dạ. Thôi bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, ông tắt máy rồi gì? Thiệt tình cái con này. Ngân, giờ sao con? Con cũng không biết nữa. Đúng rồi. Ông Quân là bạn hữu.
Cô gọi điện thoại hỏi Hữu coi làm sao. Đúng rồi đó con. Thằng Hữu nó ở trên Sài Gòn. Hay con điện cho thằng Hữu đi, để thằng Hữu kiếm con Nguyên về cho dì. Dạ không được đâu dì. Mấy bữa nay anh Hữu là ảnh đi công tác nước ngoài rồi. Mấy bữa nữa anh mới về lận. Trời ơi, kỳ vậy? Biết nhờ ai đây. Thôi thôi, nó lớn rồi, nó tự biết lo thân nó. Nó lớn rồi không lẽ bà tò tò theo giữ nó hoài. Chị hay quá ha. Đâu phải con chị đâu mà chị lo. Thôi, sáng ngày mai con lên Sài Gòn á, nếu mà gặp Quyên thì con sẽ kêu Quyên về, rồi điện thoại cho dì Năm, để cho dì Năm đỡ lo nha. Con lên Sài Gòn á, kiếm Quyên giùm dì nha. Thôi dì đừng có căng thẳng quá, ăn miếng dưa hấu đi cho hạ quả. Con Quyên nó lanh mảnh lắm. Nó không lừa tao thôi chứ ai đâu lừa được nó. Đúng rồi đó. Thôi về nghỉ ngơi đi. Ăn miếng dưa hấu. Thôi bụng dạ đâu mà ăn. Thôi dì đi về, nhớ kiếm Quyên giùm dì nha. Dì yên tâm đi. Nè. Thôi dì về nha con. Dạ. Dạ, dì Năm về. Ủa, mai đi Sài Gòn hả? Dạ. Mẹ, tình hình này á, chắc con phải lên tìm hiểu công ty Nam Quân như thế nào. Sẵn lên tìm con Quyên, rồi dẫn con Quyên về cho dì Năm luôn. Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi. Gác nhỏ đèn lẻ loi, bóng dáng in trên tường loang. Em gối tay tôi đêm hôn chuyện xưa cũ, gói tròn trong tôi nhớ. Thôi tôi cái gì mà tôi rảnh quá ngồi đi hát, trong khi đó kêu chở con Tâm Banda đi uống nước mà sao không chịu đi qua rủ con người ta hả? Thì chiều con gọi, nhưng mà mai con nhỏ nó bận hay sao á, con điện không được. Con đừng có xạo, Tám mới gọi điện nói chuyện với nó kìa, nó nói từ bữa tới nay con biệt tâm mất tiêu hả, không có liên lạc gì với nó hết. Con đã nói là Tâm Banda không có hợp với con. Vậy chứ người nào hợp? Con có người ta vừa đẹp người đẹp nết, ngoan ngoãn, nghe cái tên là cũng hợp với con rồi. Tâm Tình, thấy không? Nghe hai cái tên là thấy ở đời rồi, còn chỗ nào chê con người ta nữa hả? Ui cái gì mà ui. Tóm lại là con không có thích Tâm Banda. Tám đừng có gượng ép con. Trời ơi, khổ ghê, làm mai cho con ai con cũng không chịu. Ôi trời đất ơi, đúng là con không thích con gái rồi Tình ơi. Trời ơi, ba má, con có lỗi với ba má nhiều lắm. Bây giờ con không có dạy thằng Tình được nên người. Kể cả con gái mà nó cũng không thích luôn, không biết nó bị cái gì nữa. Tâm gì? Là con chỉ không thích Tâm Banda thôi. Chứ con đâu có nói là con không thích con gái hồi nào. Nói vậy là mày cũng thích con gái hả? Đứa nào vậy? Con cái nhà ai? Nói cho Tám nghe coi, Tám coi nó được không? Hả? Đứa nào? Đâu có ai đâu. Mày mới nói tức thì, cái thằng này, mày lật lọng quá vậy, mày chó làm sao? Ê, con thích con Ngân đúng không? Hả? Tám được, con nói bậy. Không phải đâu. Dì Tám ơi, dì Tám. Ủa? Dì Năm hả? Bữa dì dặn xoài, hôm nay có xoài ngon tôi đem qua cho dì nè. Cảm ơn chị nhiều nghe. Để tôi lấy tiền cái. Nhiêu vậy? Dạ 50 gì. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Quên nữa, cái vụ Quyên sao rồi, kiếm được chưa? Chưa dì ơi. Ngày mai á, thằng Long nó hứa lên Sài Gòn kiếm con Quyên giùm cho tôi. Vậy đó hả? Dạ. Mong cho tìm được nó. Ủa dì Năm, chuyện gì vậy? Quyên bị làm sao vậy dì? Con hay biết vậy hả? Dạ. Con Quyên nó bỏ nhà đi theo cái thằng cha giám đốc gì đó. Ông gì? Quân đúng không? Đúng rồi dì. Ông Quân gì đó. Ai cũng biết, có mình mày không biết hả? Đúng là cái bà Quyên đó. Rồi lỡ cái ông Quân ông dụ dỗ, rồi ông lừa gạt rồi sao? Dì cũng lo lắm nhưng mà không biết làm sao hết. Giờ chỉ trông chờ thằng Long ngày mai lên Sài Gòn kiếm con Quyên giùm dì mà thôi. Thiệt là khổ cho chị. Con Quyên nó lớn rồi mà nó không biết suy nghĩ gì hết trơn à. Dạ. Thôi tôi về nha. Dì về nghe Tình. Dạ dì Năm về. Cho xì rượu Tám ơi. Dạ. Tình, đem rượu cho Tám. Con bận. Trời ơi, cái thằng này kêu nó thiệt Tình hả? Sao không liên lạc được vậy? Gọi điện cho ai vậy? Tâm Banda hả? Dạ, không. Chứ điện cho ai? Con điện cho bà Quyên. Rồi sao? Nhưng mà không có liên lạc được.
không biết có bị gì không không ta. Nè, làm gì mày quan tâm tới Nguyên dữ vậy? Mày đừng có nói với Tám là mày thích con Nguyên nha. Nó không có thích con đâu. Cho con biết nha, con Nguyên nó chỉ mê tiền thôi. Còn nghèo rớt mùng tơi như mày á, nó không có đếm xỉa gì đâu. Đừng có mơ. Tám nghĩ sao con thích bà Nguyên? Tại vì con có thể gì nằm lo quá, cho nên con mới điện thử thôi. Thử tôi mà không cản là coi chừng á. Nguyên này nữa, không biết nó có sao không đây. Làm gần xong chưa? Anh kiếm tôi có chuyện gì hả? Ngày mai á, cô đi Sài Gòn với tôi đi. Thôi đi, một mình anh đi được rồi. Tôi đâu có biết đường biết xá gì trển đâu. Tôi đi theo anh chi rồi mắc công vướng bận anh nữa. Ai không biết là cô đi theo tôi sẽ bị vướng bận. Nhưng mà có điều á, đem theo cô chỉ là cái cớ thôi, biết chưa? Hả? Bởi vì cô Nguyên là con gái, cô cũng là con gái. Mà hai đứa con gái nói chuyện với nhau á, thì sẽ dễ dàng hơn so với tôi rồi. Chứ không tự nhiên tôi là con trai đi kiếm ông Nguyên làm cái gì mất công á, ông Quân đừng nghi ngờ nữa. Mà chuyện cũng chưa rõ ràng, rồi lỡ ông Quân ông làm ăn cũng đàng hoàng, rồi mình nghi ngờ ông như vậy, ông giận lên, ông không hợp tác với lò nữa thì sao? Cô nhìn đi, mấy cái lò gần nhà mình nè, đang giành giật với cái lò của mình đó. Cũng được, anh muốn tôi đi thì tôi đi. Thiệt tình tôi cũng đang lo cho ông Quân lắm nè. Tôi muốn lên trên đó bắt nó về cho má nó. Vậy sao còn căng thẳng với tôi? Thì đi nè, làm gì vậy? Mà tôi thấy cũng ngộ ha. Tôi thấy cô với nhỏ Nguyên hai người khác nhau, tính cách cũng càng khác nhau, chả giống nhau gì hết trơn á. Vậy mà chơi thân với nhau hay thiệt. Tụi tôi chơi thân với nhau từ nhỏ tới lớn lận kìa. Là hàng xóm của nhau từ hồi còn chút xíu luôn á. Chơi chung với anh Hữu với anh Tình nữa. Ủa, ông nói vậy là... Hả? Chắc là cô thích thằng Hữu từ nhỏ hả? Mắc mớ vậy thế anh? Thì đang rảnh. Thích hỏi gì được không? Khó quá vậy. Nhiều chuyện. Đủ việc bây giờ. Lo làm đi, tranh thủ nha, ngày mai về sớm đó nha. Lên Sài Gòn với tôi, đi trễ tôi đuổi về đó nghe chưa? Biết rồi. Vô đi em. Công nhận Sài Gòn đã thiệt á. Khác hẳn ở dưới quê em luôn. Ôi, đẹp em quá à. Em có thích không? Thích. Nếu như thích thì sau này em ở luôn trên này với anh, em chịu không? Tất nhiên là em chịu mà. Hứa nha. Em nhớ là em hứa với anh rồi đó nha. Em dễ thương quá à. Em sao vậy? Em quên mất một chuyện. Chuyện gì? À, lại đây, đây, đây. Lại đây, lại đây. Em nói cho nghe. Đi. Đi, đi, đi. Đi. Em ơi, mở cửa cho anh đi. Mở cửa đi em. Em ơi, anh để quên cái giỏ. Cái giỏ hả? Mở cửa đợi em. Đợi chút. Nè. Em. Anh đi về nhà ngủ đi. Em mở khách sạn một mình được rồi. Nhưng mà. Anh đi về đi, em ở một mình phải được. Đừng có lo em chứ. Cho em. 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 Anh đi về đi. Nè. Tín dụ mình hả? Đâu có dễ đâu. Bực mình ghê. Mẹ tối ngày coi mình như con nít. Lóc. Trời ơi Tình. Ôi trời ơi, hôm qua tao tưởng mày nói giỡn, ai về mày làm thiệt hả? Nghĩ sao tôi đi giỡn chứ. Ai biết được cái bản mặt mày. Ủa anh Tình, làm gì sáng sớm qua đây gấp vậy? Ngon. Thôi khỏi đi, tôi nói luôn cho rồi.
Tối qua nó gọi điện thoại cho tôi, nó muốn là nó đi chung với tụi mình lên Sài Gòn á để gặp Quyên. Thì ra là vậy, nói là quan tâm nhỏ Quyên á mà không chịu, cứ lo cho bay bãi không à. Anh chỉ muốn theo giúp hai người thôi. Thôi được có ba xạo, giúp gì mà giúp, ông có biết Sài Gòn là ở đâu đâu mà giúp. Ông đi theo tụi tôi á, mất công dướng bận tay chân thì có, ở đó mà giúp khoái con Quyên mình à, chối liều liễu. Không có mà. Giờ có không? Không có ở nhà đi, qua đây làm gì? Có không? Đó thấy chưa, nó nói có rồi đó. Có rồi thôi đi. Ủa, đi sao được? Sao đi không được? Có chiếc xe chở ba hả? Nghĩ sao chở ba ông nội? Tôi đi với nhỏ Ngân, còn ông á, chèo chiếc ghe lên Sài Gòn. Cái gì vậy ông nội? Ông giỡn tôi làm thiệt hả? Ông nghĩ sao? Ông leo lên ghe, ông chèo ghe theo tôi lên Sài Gòn. Rồi lên Sài Gòn cho tới Tết Công Gô á. Tôi mệt lắm quá à, không có chồng nữa. Bây giờ tôi ra tiệm tạp hóa, tôi mượn chiếc xe của anh Năm Mập á, rồi ba tụi mình lên Sài Gòn. Đi đâu? Hả? Tôi cầm này nè ông nội. Chạy gì dữ vậy? Sao biết vậy? Bên này hả? Sao ông ở đây, chắc là ông còn ở trong công ty đó. Ê, nhìn cũng được quá ha. Ủa, giờ sao? Sao giờ? Bây giờ vô cái ghế đá ngồi đi lên, vô đi. Bây giờ mọi người không được yên ở đây, để tôi đi thăm dò tình hình xung quanh đây như thế nào đã, nghe chưa? Ngân, nhìn tôi cái gì? Gọi điện thoại con Quyên xem coi nó đang ở đâu. Biết rồi, từ từ. Gọi liền đi. Sao rồi? Sao? Nó không mở máy, không biết có chuyện gì không vậy trời. Nó khóa máy luôn rồi hả? Chắc là không sao đâu, chắc nó sợ dì Năm gọi điện thoại cho nó, cho nên nó tắt nguồn luôn đó mà. Chứ cái con nó hung dữ thế mồ, ai mà lừa được nó. Nó không lừa ta là thôi chứ. Bình tĩnh lại đi. Ông làm gì vậy? Hả? Mà cô ơi, con hỏi cô một chút việc được không? Được. Dạ, nhà cô gần đây không? Nhà cô ngay đây nè. Chắc là cô hay tập thể dục ở công viên này hả cô? Cô có thấy công ty Nam Quân đó không? Công ty này đó hả? Dạ. Có. Tại vì con là sinh viên mới ra trường đó. Cô tính đọc đơn vô công ty đó làm gì? Cô thấy công ty đó được không cô? Công ty đó mở cửa vậy chứ mà vắng que hả? Nghe đâu mấy tụi nhân viên cũ nó nghỉ hết trơn rồi. Tại vì họ nợ tiền lương của tụi nó. Nợ tiền lương hả cô? Mấy tháng rồi cô? 3-4 tháng gì rồi. Nhưng mà giờ thì không biết làm sao. Tụi con xin việc thì nhớ hỏi cho rõ ràng cẩn thận nghe. Bây giờ lừa đảo ghê lắm. Dạ con biết rồi, con cảm ơn cô. Thôi cô tập thể dục tiếp nha. Dạ. Sao rồi? Thấy chưa? Tôi đã nói là không đáng tin mà anh không chịu tin tôi gì hết á. Bình tĩnh đi, đừng có căng, đừng có nói gì hết trơn á. Bây giờ mình phải kiểm tra cho chắc chắn đã. Biết đâu được, người ta đã phục hồi rồi sao? Bây giờ làm sao mà kiểm tra được? Bây giờ, tôi biết rồi. Trên này có công ty thám tử. Hay là bây giờ mình tới công ty thám tử nhờ người ta điều tra thử xem sao. Vậy đi. Gọi điện thoại Quyên coi, nó đang ở đâu. Gọi. Bây giờ liên lạc được chưa? Nó bắt máy rồi nè. Alo, Quyên hả? Mày đang ở đâu vậy? Thì trên thành phố chứ ở đâu. Tao cũng đang ở trên thành phố để kiếm mày nè. Mày đang ở đâu vậy? Mày rảnh quá à, nên kiếm tao chi vậy? Nhỏ này mày nói gì vậy? Mày có biết là dì Năm lo cho mày lắm không? Mày quen ông Quân đó chưa có bao lâu, chưa tìm hiểu kỹ gì hết. Biết người ta có phải là người đàng hoàng hay không? Mày đi về với tụi tao đi, rồi từ từ rồi tính nha. Tao đâu có ngu đâu để bị lừa. Mày á, sao giống y chang mẹ tao à? Thôi, bây giờ tao không có rảnh để nói chuyện với mày đâu. Mày về dưới giùm tao đi, nói với mẹ tao là đừng có lo. Vậy nha. Quyên, nó đang ở đâu? Nó cúp máy rồi nè. Tôi sao không hỏi nó đang ở đâu? Tôi có hỏi nó mà nó đâu có chịu trả lời. Thôi, không sao đâu. Thôi, không sao đâu. Xem Quân còn ở đó kìa, sớm muộn gì ông cũng sẽ đi gặp Quyên thôi. Bây giờ chúng ta cứ chờ, canh chừng kìa chứ, đừng bỏ đi đâu hết. Bây giờ tôi sẽ đến công ty thám thử, nhờ họ điều tra xem sao. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Nhớ nhà chưa? Ngồi yên ở đó. Chờ ở đây đi. Ủa sao hai người nói không cho tôi nói gì hết trơn vậy?
Rồi đó, giờ anh muốn nói gì anh nói đi. Muốn nói à? Khoan. Ông thôi đi, ông thấy bây giờ. Núp đi. Im lặng, ngồi xuống. Trời ơi, bởi xa cơ dưới đường khó tiền, nên gió đông sên đành chia tay vĩnh viễn bạch à. Ông đi rồi. Buồn, buồn ghê. Hả? Trời ơi, đi đâu? Sao ông đi rồi kìa, lẹ lên. Dánh lên. Đi rồi kìa. Từ từ. Chờ. Sao? Em gọi điện thoại cho anh Long. Alo, anh Long hả? Em với ông Tình vừa đuổi theo ông Quân tới khách sạn. Khách sạn Kim Cương Xanh nè. Bây giờ anh tới đây liền đi. Địa chỉ hả? Tới liền. Anh mới đặt làm đó. Em dậy lâu chưa? Em cũng mới ngủ dậy à. Tối hôm qua em mệt quá. Hôm qua em lừa anh nha. Chứ không phải anh có ý đồ xấu với em hả? Thì tụi mình yêu nhau mà. Thời đại này là thời đại nào nữa mà em còn suy nghĩ như vậy? Nhưng mà mình mới yêu thôi, chưa phải lúc đâu. Được rồi, anh sẽ chờ em. Em uống đi. Đã khác quá. Long, Long kìa. Ông Quân vô đi lâu chưa? Ổng vô được 15 phút rồi. 15 phút rồi hả? Ừ. Tôi xin. Xin ngoài mà lễ tân không có cho vô. Xin ngoài không cho vô hả? Ừ. Gì ta? Trời đất ơi, mà đúng rồi. Nhìn hai người giống như đánh ghen, ai đâu cho vô. Thâu nó bảo hiểm xuống đi. Để tôi vô, tôi ra tay cho. Nón của anh nữa kìa. Quên. Nè, cất giùm tôi đi. Nó. Ê, mình đi vô luôn đi. Ủa em sao vậy? Tự nhiên em buồn ngủ. Em thấy không khỏe hả? Thôi em mệt thì ngủ tiếp đi. Đi chơi. Đi nổi không? Quyên, em thấy trong người sao rồi? Lúc nãy em đã nói với anh chị rồi mà, em không thể nào cho người lạ vào phòng được. Dạ, không phải người lạ đâu mà người quen. Cô có thể cho tôi biết phòng của anh Quân số mấy không? Tôi là bạn của anh Quân. Trời ơi, nhìn tôi nghệ sĩ vậy làm sao mà người không đào quạng được. Tôi không phải vô đây đánh ghen gì đâu. Cả lắm mà nói quá à. Yên tâm đi, ba tụi tôi là bạn của anh Quân mà. Chỉ cần gặp anh Quân á là tôi về liền à. Dạ, nếu mới là bạn á thì anh chị có thể điện thoại cho anh Quân xuống đón đi, chứ tụi em á không có cho người lạ vào phòng được. Không phải, tại vì bạn của tụi tôi đang giận tụi tôi nên là gọi điện thoại không có bắt máy đâu. Chị thông cảm, chị giúp giùm tụi tôi nha. Dạ không được đâu dạ, chị dạ. Ơi, giống như là nói chung là ba tụi tôi muốn tạo sự bất ngờ cho anh Quân để làm lành với anh Quân. Dạ không được đâu anh ơi. Được mà, em đã nói là không được rồi mà sao anh chị phiền quá à. Vậy sao? Anh Long, bây giờ sao anh Long? Giờ sao? Về sao? Sao? Ôi giời.
gì vậy? Ôi trời ơi chị ơi, nó vừa vượt kinh phong rồi. Ôi chị ơi, ôi trời ơi sao giờ đây? Nó vượt kinh phong rồi nè. Chị ơi, chị ơi. Trời ơi, anh mày sao vượt kinh phong rồi? Chị ơi, lấy cái miếng chạy vô đi. Trời ơi, sao giờ đây? Lên trời ơi. Cứu người chị ơi. Nhanh lên chị ơi. Quá. Được rồi. Cảm ơn, đừng có giật nữa. Tại vậy hả? Đi. Đi lẹ lên. Còn hỏi nữa. Anh giỏi quá. Nó kìa, chính ra coi. Quyên, mày có sao vậy? Quyên, trời đất ơi, bỏ thuốc mê vô nước cam nè. Hả? Trời ơi, uống cái anh là đàn ông anh cũng hiểu chứ. Tôi hiểu. Ê, mày quay đi. Hiểu con khỉ. Tỉnh lại đi Quyên. Tỉnh đi mà. Được đấy. Không sao. Mình là đàn ông với nhau, tôi hiểu. Bây giờ anh Quân cứ về đi. Chuyện riêng của hai người không liên quan gì tới tụi tôi ha. Cảm ơn anh. Tụi mình vẫn hợp tác làm ăn bình thường ha. Cảm ơn Long. Cảm ơn Long nhiều lắm nha. Tôi về nha. Vậy gì? Đứng lại. Mày đi, về đi. Chạy đâu cho thoát. Trời ơi. Tránh ra. Sao đợi cho nó về vậy? Mày bình tĩnh đi. Mày bình tĩnh. Mày trời đất ơi. Chà nóng tao. Tao nói mày nghe nè, ông chưa có làm gì con Nguyên hết. Con Nguyên nó vẫn còn Nguyên mà, nó có mất mát gì đâu. Mày la làng, la sớm như vậy, bảo vệ của khách sạn lên. Nó hốt mày sao? Mày muốn nó hốt không? Hả? Anh nói cái gì vậy hả? Tụi mình mà vô không kịp lúc á, rồi ông sẽ làm gì con Nguyên đây? Vậy á, mà anh còn cười cười nói, còn bắt tay, còn muốn làm ăn tiếp với ổng nữa hả? Trời đất ơi, đã nói là bình tĩnh đi, đừng có nổi nóng. Chuyện nào ra chuyện đó. Dù sao mình cũng đã vô kịp, con Nguyên nó vẫn còn Nguyên mà, đúng không? Tôi đã nhờ thám tử của công ty thám tử đang đi điều tra rồi, hiểu không? Chứ còn vài bữa nữa là mình có kết quả. Nóng lên, hư bột hư đường hết, sao? Nếu như mà ổng thật sự làm ăn đàng hoàng thì anh vẫn cộng tác với ổng hả? Ừ, chứ sao? Chuyện nào ra chuyện đó. Mày không thấy ổng thiếu nhân cách hả? Ổng tính hại đời Quyên. Trời đất ơi, thì ổng chỉ tính thôi. Ổng chưa có làm gì hết, là mình vô rồi. Hiểu không? Cái gì mình bỏ qua là mình bỏ qua. Và tao đã nói rồi, chuyện nào là ra chuyện đó. Mày còn bên thay nó nữa, tao bỏ xì không chơi mày luôn. Mày bình tâm lại giùm tao cái đi. Mày tỉnh giùm tao cái đi. Con Nguyên nó có thích mày đâu. Mày làm gì mày đông đổng vậy? Kể tao. Nè, tao nói là tao làm á. Hả? Không biết chừng nào bà Nguyên mới tỉnh đây. Lý cái gì? Móc mắt bây giờ. Đồ máu lạnh. Làm gì mọi người rối lên dữ vậy? Thì bà lỡ uống thuốc mê thì ta thuốc mê bà tỉnh thôi, vài tiếng nữa bà tỉnh dậy rồi. Nguyên thuốc mê chứ không phải thuốc độc đâu. Mà Nguyên cũng hay lắm. Tỉnh đi Nguyên ơi, tắt máy mà xem một chút nữa mất đời con gái rồi. Tỉnh dậy đi Nguyên. Nguyên thằng Long đâu rồi Ngân? Ổng nói là ổng đi mua nước mía cho tụi mình uống rồi nè. Vậy nhức đầu chứ gì? Mày thấy chưa, tụi tao mà không tới kịp nha là coi như chuyến này mà tiêu đời rồi đó. Cái ông Quân đó đúng là mưu mô thiệt. Nãy giờ cũng thấy gọi điện xin lỗi tao một tiếng nữa. Nè bà, ham tiền gì vừa phải thôi, đã vậy mà còn muốn liên lạc với ông nữa chứ. Nhưng mà nếu ông cưới tôi thì khác à. Trong số các đối tượng của tao, ổng là ngon nhất. Trời đất ơi,
Mày khùng hả? Ổng mà có ý định nghiêm túc với mày á thì có dở trò hèn hạ vậy không hả? Bực mình thiệt, toàn là gặp thứ gì đâu không, không ai ra hồn hết. Tối ngày chỉ biết có suy nghĩ vậy thôi, làm như là phải lấy chồng thì mới được á, tự mình đi làm nuôi bản thân mình không phải tốt hơn sao? Mày không nghe người xưa có câu hả, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, làm lụng làm gì cho cực khổ. Úi, bởi vậy bà tối ngày chỉ biết có tiền không à, không nghe câu người giàu cũng khóc hả? Khóc cười gì kệ tôi chứ, mắc mớ gì tao ông, chớ như ông hả, nghèo rớt mồng tơi, cho không tôi cũng thèm. Không cần, ai cần mà thèm. Chứ ủa, thằng anh Long về. Đợi ông nói hết câu là ông vô tới đây luôn á. Nè, cảm ơn nè, khát nước quá không? Cảm ơn. Mày biết là từ lúc tụi tao lên đây á, anh Tình là người lo cho mày nhất. Còn nói chuyện với ông kiểu đó nữa. Vậy tôi đã nói rồi mà không chịu nghe. Mắc mớ gì lo, thân thiết cái gì đâu. Trời, con này. Nè, ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Bọn bà không biết là thằng Tình chí. Khỏi xí, tôi biết rồi. Ý ông nói là ông Tình, ông thích tôi chứ gì. Cái gì? Ai mà thèm thích bà? Ai mà thèm thích người mê tiền như bà? Mê tiền nhưng mà ta đẹp. Biết bao nhiêu người mê tôi chứ bộ, thêm ông nữa thì có gì đâu. Úi. Mà tốt nhất á là khỏi mơ mộng đi nha, không có cửa đâu cưng. Mơ đi. Nè, chẳng qua là tôi đi theo hai đứa này thôi. Tôi mắc mệt hai người quá đi nha. Trời ơi, cái gì đâu mà ngồi uống nước mía mà sưng sưng với nhau vậy trời. Mày phải dẹp cái suy nghĩ kiếm chồng giàu của mày đi. Không thôi là mày mốt có chuyện lớn thiệt á. Tại vì lần này tao xui thôi, mà mày á giảng đạo tao hoài à. Lo cho bản thân mày đi kìa. Gì chứ? Quần quật kiếm tiền đi, có ngại anh Hữu á bị con nào cướp mất á. Mà mày nghĩ đi, ở dưới quê mình có ai được như ông Hữu đâu. Kiều cưới đi rồi để ông lo cũng không chịu nữa. Nè, có tôi chi? Tôi cũng đâu có thua gì thằng Hữu. Tôi đang nói chuyện Ngân với ông Hữu, tự nhiên lên tiếng vậy. À, tính một người đi với một người. Hai người đi với. Thôi nín đi, cái Lâm mà thích thác quá. Hát gì vậy, ngồi xuống hết đi. Nói cà lâm nhưng mà hát hỏng cà lâm. Thôi mệt quá, ý của tôi không phải vậy. Ý tôi nói là bà nói là ở dưới quê á không có ai được như thằng Hữu, đúng không? Tôi chi? Ông á hả? Ông chỉ khoái cái bà Nhi giả tạo đó với chơi game không à, không có gì thú vị hết á. Vậy hen, vậy mà sao tối ngày cứ đi theo tò hoài vậy hen? Bây giờ không có đâu ngang, chán lắm rồi. Tôi cũng có giá của tôi chứ bộ. Vậy hen. Vậy xin cảm ơn hen. Trời ơi, thôi đi đừng có nói nữa. Uống lẹ lẹ đi rồi còn đi về quê kìa. Ủa còn cái thằng này nữa, đã về đưa không chịu uống. Ủa gọi ông Hút tôi đâu? Quên nữa, ông Hút mày nè, đây xin lỗi. Cái này là do ăn ở á. Thôi gì mà khỏi thấy sợ luôn à. Biết sao không? Sao? Nãy giờ Ngắm Quyên. Có chứ Quyên không nói cũng xong nữa. Đòi cua người ta, sao dính cha.